Ôi kim cương quá trời luôn anh ơi. Gì vậy? Kim cương quá trời luôn. Wow. Ủa cái gì đây? Cái này là nỏ thần hả? Ủa cái gì đây? Đây đây từ từ đem lấy kim cương cái nè. Mọi người cay đi. Cái này là cái gì đây? Để em thử coi. Ồ. Anh Minh! Anh Minh đây. Sao lại lấy anh để test đồ vậy? Ơi cái này em bắt được. Và hai xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Vùng Đất Chết. Yeah. Ok. Ủa bà Timmy bà làm gì, bà nhà bà cưỡi đàn gô bên dưới kìa. Thì hiện tại thì mặc dù ở đây là cái vùng đất chết nhưng mà cuộc sống của mình vẫn rất là yên bình anh em ạ. Thì có lẽ là bọn zombie bọn nó vẫn chưa có xuất hiện quá nhiều để có thể gọi là ảnh hưởng đến cái cuộc sống của bọn mình. Đó, thì vẫn chưa có gì gọi là nguy hiểm lắm nhưng mà mình mà hy vọng rằng là mai này cũng sẽ như vậy, chứ mình rất là sợ cái cảnh mà zombie bọn nó sẽ tràn ngập hết cái hòn đảo này, lúc đó là bọn mình khỏi có đường để sống luôn. Ok. Nhưng mà giờ mới sáng sớm vậy, mình vừa mới đi đánh răng rửa mặt xong thì mình chắc là mình sẽ đi kiếm cái gì đó để ăn rồi đã. Đói bụng quá. Oh my god. Dạo này mình thức khuya khá là nhiều cho nên là buổi sáng mình dậy khá là trễ. Để mình đi kiếm cái gì để ăn coi. À có bánh mì nè, hồi mà bánh mì ăn hoài ngán lắm. Có bí ngô ở đây nhưng mà chắc là mình không ăn đâu. Hay là lấy bánh mì quật với miếng mật ong ăn ta. Thôi khỏi đi. Ở ngoài để mình lên nhà thử coi nhà của bà Timmy, không biết nhà bà có thức ăn hay gì không, có đậu thần không ta. Đúng rồi, đậu thần ăn ngon lắm, để mình lên nhà của bà đi xem thử. Hay. Đi thôi, nhanh. Ok. Bay lên nè. Woo. Ok, rồi mình kiếm đồ ăn xem có gì ở đây không. Ủa, ui. À cái này nấm hả? Thôi lỡ mà gặp nấm độc là chết. Sao trong mấy cái lò nướng không có gì vậy? Oh my god. Ủa, rồi đây có cái này có cái gì không? Ôi, ôi chết. Ôi, mình lỡ đập vỡ một cái lọ rồi, chết rồi. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ làm cách nào để có thể gọi là lỡ mà bảo biết cái là mình chết luôn, mà cạo đầu mình luôn trời. Giờ sao đây ta? À đúng rồi, lỡ mất cái lọ thì mình sẽ đập luôn mấy cái lọ này luôn. Đó, thì coi như là giống như là sẽ chưa từng có cái lọ nào ở đây cả. Bà sẽ không phát hiện ra. Ôi mà thật là thông minh. Ôi giờ mình về nhà cái nè. Ôi ở đây có nước nè, phải không? Mình lấy ít nước luôn. Ok. Ủa mà cái tờ giấy gì để mình đọc thử thôi. Ngày 14 tháng 11 năm 2018. Ủa? Là ngày hôm nay nè. Bọn quỷ dữ sẽ hồi sinh. Bọn chúng biết bay nên sẽ không có ai có thể giết được chúng. Nhân loại sẽ bị hủy diệt nếu những người hùng xuất hiện và có những thứ báu vật chiến đấu trên không, họ sẽ chiến thắng. Ủa rồi sao phần này bị xóa mất rồi hả? Nghe có vẻ hư cấu nhỉ. Đúng là nhà của phù thủy cái gì cũng hư cấu hết. Thôi mình về nhà thôi. Hai. Đúng rồi, bây giờ là chúng ta đã có được một cái ủa cái này là bình oxy mà đâu phải bình nước đâu. Rồi chắc là bữa sáng này mình đành phải ăn bánh mì tiếp tục anh em ơi. Cả tháng nay mình ăn chay không à, ăn bánh mì không à, ăn bánh mì dưa hấu và bí ngô không. Thôi chắc là mình sẽ đi qua bên cái giếng thần để kiếm một ít nước để uống. Ui. Oh my god, cái gì kia? Mấy con quái bắn cung. Ủa sao nó lại xuất hiện ở gần cái giếng này vậy? Oh no, mình bị đói, phải từ từ mình ăn với cái nào. Ủa mà sao tự nhiên cái giếng thần này, bọn nó đứng ở đây làm gì? Đâu để mình lại gần thử xem, bọn nó tấn công không? Ui, mày nó tấn công mình. Oh no no. Rồi mày tấn công tao đúng không? Thì cứ thử bắn xem. À bắn nè. Ui. Bắn nè. Bậy xác. Ok, để mình xuống dưới nước mình kiếm cái gì đó mình uống coi. Ok, cái giếng bên dưới có cái gì đó nó sáng sáng rồi ta. Ui, mọi người ơi, mình để ý nha, sao tự nhiên hôm nay bọn quái vật bọn nó lại xuất hiện ở đây đông vậy ta? Còn ở bên dưới cái giếng thường ngày mình thấy đâu có gì đâu mà xuyên. Bữa nay nó có gì sáng sáng bên dưới kìa. À cái này là cái bóng đèn nó rọi xuống nước thì mình không nói nha. Có cái gì sáng sáng bên dưới kìa anh em. Hay là có cái gì đó bí ẩn ở dưới cái giếng này ta? Có thể lắm chứ. Mình nghĩ là vậy. Chắc là bây giờ mình sẽ thử đi xuống cái giếng này quá. Ê mà khoan đã, mình là người mà. Mình là người bình thường mà, chứ đâu phải mình là người cá đâu. Đi xuống dưới giếng cho chết chắc. Thôi cởi thôi. Vậy. Kệ đi. Chắc không có gì đâu. Nhưng mà mình tò mò quá. Hay là bây giờ mình sẽ rủ anh Vịt với lại Timmy đi xuống đó để khám phá thử nha mọi người. Ok đi thôi. Anh Vịt với lại Timmy đâu rồi? Mọi người ơi, anh Vịt ơi, Timmy ơi. Mọi người đâu rồi? Đây nè. Trời ơi, đang ở đâu vậy? Cái gì? À, chết rồi. Rồi xong, chết anh Go luôn. Anh Vịt ơi. Ủa còn anh Vịt đâu? Không có. Anh đang đi săn cậu cái đứa nó tàu hồ nó chôn nó giết anh mà. Ôi, anh kiếm đâu đang chuột bay vậy anh Vịt?
Đẹp vậy. Vừa mới đi vô rừng bắt được. Đi vô rừng bắt được. Để cho em ngồi thử coi. Ủa sao ngồi không được ta? Hình như cái hình như cái này chỉ có mỗi mình anh mới dùng được thôi, tại vì anh là người thần hóa nó. Thôi mình không xài được, thôi mình giết cái đi. Đúng rồi. Khỏi cho anh Bịch. À, anh Bịch cũng chết rồi. Tôi còn có miếng máu nghe, đừng chém tôi chết á. Đúng rồi. Tôi nói nghe này nè. Ủa sao dưới đây zombie đồ đông vậy anh? Ai biết đâu. Timmy bà nuôi á. Nè thì mọi người nghe em nói nè, thì hồi nãy á em thấy ở bên dưới cái giếng cái kìa, tự nhiên ở đâu xuất hiện mấy con cung thủ nó đứng đầy đó luôn. Với lại là em thấy ở dưới em giết hết rồi, với lại em thấy bên dưới nó có cái ánh sáng gì đó lạ lắm, hay là bây giờ bọn mình đi xuống cái giếng đó mình khám phá thử đi. Ok em thấy. Ôi nhưng mà bây giờ mình xuống đó thì bây giờ cái giếng này sâu lắm, cho nên là xuống đó chúng ta sẽ bị chết đuối luôn á. Chắc là giờ em nghĩ là chúng ta muốn xuống dưới chúng ta cần phải chế một ít thuốc thở dưới nước anh ơi. Vậy hả? Giờ đúng rồi anh. Chế được trước đời nước. À, đây em coi bây giờ ở đây ở đây em coi có con cá đó không ta, coi có con cá nào dưới đây không, sao thấy con cá hết vậy trời. Đây tôi thấy nè thì mấy con cá này là mọi người phải tìm mấy con cá đuối. Ui mấy con cá đuối nó cắn lại được mình nha, được cắn nha. Đúng rồi, mọi người giết nó. Đâu bên đâu à, ok mọi người giết nó xong rồi mọi người lụm cái mang cá, chúng ta có thể chế được thuốc thở dưới nước, chúng ta sẽ đi xuống cái giếng. Ui nó nè coi chừng nó cắn lại đó. Ok nhặt được rồi. Cái gì đâu. Chết. Tôi lụm mày. Ờ chết. Mấy con cá này cũng yếu lắm, tại vì mình có thiên kiếm thần mà, chém mấy cá này con cá chết ngay gì. Mọi người bị đuối nước kìa, leo lên nhanh lên, chết hết bây giờ. Tôi. Bao nhiêu cái lận? Được rồi, chỉ cần một cái thôi, đủ chế một cái lọ bình thuốc rồi. Chứ lại mình đi xuống có chút xíu rồi chứ mình không cần phải nhiều đâu. Để em đi em làm một số cái bình thủy tinh để em đựng cái thuốc của chúng ta. Đây em xin làm cái sản đem đi đào cát cái nè. Ồ may quá mình còn một khối than lận. Wow, hấp dẫn. Hấp dẫn. Đi qua đây Timmy, đi qua đây, đứng đó chứ vậy. Để cho nó nung xong cái chúng ta sẽ có được kính. Đó, chúng ta sẽ chế được cái lọ. Đâu rồi ta? Cái lọ nằm bên thường dùng đúng không ta? Đâu rồi, đây cái lọ đây. Lọ thủy tinh cần 5 khối thủy tinh với lại một miếng gỗ ăn quả. Ok. Mọi người có bị thiếu đồ ăn không? Nếu mà mọi người bị thiếu đồ ăn, mọi người đi qua bên cái quán con thuyền trưởng, mọi người lấy bí ngô vô hấu đi. Ok. Bí ngô ăn được hả? Dạ được anh. Ok xong rồi. Bây giờ mình sẽ chế. Đây mình đã chế được cái bình rồi đây. Mình đã chế được 3 cái bình. Sau đó mình bỏ vào. Đây. Đó. Cần một cái mang cá với lại một cái bình thủy tinh, chúng ta sẽ chế được cái lọ thuốc thở dưới nước. Dạ xong rồi anh. Đi qua đây. Em đưa mọi người mấy cái bình thuốc nè. Đây được 3 bình thuốc. Tới mây rồi. Mình sẽ bắt đầu lại đúng không? Bà là phù thủy, bà không biết pha chế thuốc hả? À. Nè thuốc nè, cầm đi. Ngày của anh Vịt một cái nè. Ok giờ mọi người uống vào. Hay từ từ hay uống khi nào mình xuống nước mình hay uống. Ok bây giờ em nè, mọi người có kiếm hết chưa? Rồi. Ok rồi bây giờ chúng ta đi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ uống thuốc xong chúng ta sẽ đi xuống dưới nước. Ok đi. Okay, có cái này để mình đi cho nhanh. Oh my god. Mọi người có bị hết máu không vậy? Em sắp chết rồi nè. Ôi cái gì vậy? Ôi gì vậy? Ủa sao hồi nãy tôi thấy con nào sao giờ xuất hiện đông thế? Oh my god. Hình như là nó biết là cái giếng sắp bị xâm chiếm rồi hay sao mà nó bảo. Mọi người uống nước vào đi, mọi người uống nước vào xong mình đi xuống. Chém cho cái là okay. Bay lúc lên trên bờ. Sao bay được anh? Timmy bay thì có. Ok xuống nè. Mọi người chuẩn bị chưa? Tấn công. Ui mấy con này đâu vậy? Với tao vậy? Mọi người có sao hồi sinh không? Đừng. Oh my god. Rồi chết thật rồi. Oh my god. Sao mọi người đánh nhanh vậy? Hai phát chém của cây kiếm thần cái là nó chết quá rồi. Chết tươi luôn rồi. Oh my god. Lầm kinh nghiệm mọi người, lầm kinh nghiệm. Quá trời, người kia sáng sáng luôn nè. Ủa? Đánh nó, đánh nó. Ok, chết rồi, chết rồi. Đi xuống. Oh my god. Ok, chúng ta bị chặn rồi. Hình như là em thấy có cái gì trong này nè anh ơi. Ôi đập ra. Mọi người đập. Đập cái cục này ra, đúng rồi, đập ra Timmy, đập ra. Ơi đừng quấn em, đập ra đi, mọi người đập ra đi. Mọi người đừng đụng em, mọi người đừng đụng em. Ôi, máu. Máu của em đã bị giảm dần. Ok. Ui, con quái vật dưới anh ơi, con quái vật. Nó từ từ anh ơi, từ từ đi em đào em. Từ từ, mọi Timmy tránh ra đi tôi đào. Trời ơi, Timmy tránh ra cho tôi đào, đừng có đụng với người tôi. Chúng ta phải bơi lên ngay lập tức nè. Ok, vô. À, mấy con bắn cung nó bắn em.
Đâu đâu block kìa. Em đào động rồi. Còn mày chết tao. Ai da, sao nó bắn mình lui vô rồi vậy? Tụi mày đánh 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 đánh. Ôi sao sao có cái giếng dưới cái giếng cái hang to vậy chị? Từ trước giờ em đánh răng xong cái đầu kem đánh răng của em nó ăn mòn cái giếng là cái hang vậy luôn à. Ôi cái chỗ này hình như mình phải bắt cua qua nè. Dưỡng à. Không có qua được đâu. Bây giờ cua đâu. Cái gì vậy anh? À, anh không. Ai à? Gió sử dụng nhau rồi. Ôi bởi vì mình có cái móc mà quên. Lên. Ôi mọi người đừng cái dòng skill, mọi người quýnh bình thường á, dòng skill là mấy cái người chơi là bọn em cũng chết chung luôn á. Anh vịt dùng skill đánh thường á, trời mấy con đánh đâu đi. Oh my god. Tôi đợi tôi. Đi ra lên. Anh nghĩ rồi đó, chung nổi thôi kìa. Từ từ để em lấy quà sau cho mọi người. Đây em còn nhiều lắm, mọi người yên tâm. Từ anh vịt từ đây quà sau của mọi người đây từ. Nè anh vịt lắm em. Nè tên mi nè. Đâu. Đó. Ok, mọi người chuẩn bị mở cửa vô chiến đấu ngay nha. Tấn công. Oh my god. Cái gì mà đông quá vậy? Ủa phải chưa? Rồi xong. Lỡ tay anh hồi xin rồi. Ủa sao quá trời luôn nè. Ủa trời. Đông thế. Ơi còn mấy con bắn cung nữa kìa, Oh no, rồi em giết mấy con bắn cung rồi. Ơi còn dễ nhanh, giết nó luôn. Ủa anh nè. Anh vịt bị hồi sinh ở trên mặt đất hả? Ừ đúng rồi. Anh bơi xuống đây đi. Ok đi tiếp mày rồi. Thôi bây giờ mình đợi anh vịt đi. Ơi trong đây có đồ nè Timmy. Có bánh mì nè. Xuống này để làm cái gì? Có kẹo. Thì mình cứ đi thử coi, từ nãy thấy khám phá với cái hang này thấy có nhiều quái quá, chắc là sẽ có được báu vật hay cái gì đó, mình cứ xuống đây mình khám phá thử xem. Ok rồi, xuống lại nè. Ok đi. Ủa là cái chỗ này đường cục hả? Ủa xong có gì vậy? Trong đây là có được đá viễn cổ tùm lum thứ đồ, để em xem coi. Đây mình đào thử xung quanh đây coi có gì ở đây không. Rồi cầm đi tụi lum ơi, có củ khoai. Bên đây có nè. Hey, từ mọi người từ từ nha, đem em đào cho mọi người qua. Cho mày có con gì vậy? Sao toàn gà vậy? Ủa sao toàn gà vậy? Em tưởng là vịt chứ, em tưởng là bạn của anh vịt. Ôi tấn công anh vịt kìa. Gì nào? Nó tấn công anh vịt kìa. Người vậy? Ồ, mấy con gà. Ủa mấy con gà quýnh khỏe vậy? Ồ no. Ồ mày dưới đây. Rồi. Oh my god. Gà mổ trời đất ơi. Ơi bây giờ ở đây là có hai đường. Bây giờ anh vịt, bây giờ chắc là mình sẽ đi đường này trước để em thấy cái đường này thấy nó có vẻ đơn giản hơn nè. Đường này đơn giản nè, đường laser này mình dễ chết rồi. Thôi mình cứ đi đường này thử xem. Thường là em thấy mấy cái đường đơn giản quá thì nhiều khi nó là bẫy đó, chúng ta nên đi những cái đường khó hơn, nhiều khi đường khó hơn hóa ra là dễ. Timmy đừng có đụng tôi đang đập mà. Ok né ra không ra. Ai đem em đập. Okay. Thôi tính ra cái này em đập cái cục đá nó nhanh hơn anh. Ờ. Ok đi qua. Ủa qua không được. Từ để em đập. Được chưa? Ok đi. Ôi eo vậy, để em qua thử. Ôi cái chỗ này laser nha mọi người, bắt cua cẩn thận nha. Ấy da. Không qua khai luôn mới. No. Ô, cái gì vậy? Ô. Anh vào đây, xuống đây cứu em, anh vào đây. Trời ơi. Ủa cái gì sao dưới đây? Sao gì? Dưới đây, dưới đây, dưới đây. Ôi god, trời. Trời. No. Em về là cái nhà cây luôn rồi. Mọi người để em xuống. Em xuống với mọi người ngay. Ôi trời ơi. Em lỡ tay thôi xin hả? Đúng rồi. Tự nhiên em đang đánh cái này, em bấm lộn vô luôn. Xuống lại. Ok em xuống ngay. Ok, mình xuống mình lấy được cái rương rồi, may quá. Đồ của mình. Xém nữa là mình chết, mình mất hết đồ rồi. Ok. Tôi giết hết quái rồi đó, hơn vô. Ok đi bây giờ. Mình cần gì đâu. Bây giờ còn đường nào lên không, em xem thử coi. Cái đường này đấy, cái đường mà mình bị đâm xuống rồi. Gì vậy Timmy? Tôi qua đây rồi nè. Ủa sao qua đó được vậy? Ôi ủa em qua. Ôi cái đường nguy hiểm thôi. Đừng. À em hiểu rồi, cái đất này chúng ta có thể đi xuyên được. Đi mọi người đi đường này nè. Ôi qua nhanh mọi người, nhanh đi qua đây luôn anh Bình ơi, qua đây luôn nhanh. Ok vậy là em hiểu rồi, cái đường đó chính là bẫy chứ không phải là đúng thật. Trời ơi, giờ để em đào cái đường bên đây cho mọi người qua. Oh my god, cái đường đó là bẫy. Vậy mà ông kêu là được khó khăn là đi đường đúng. Tôi đâu có biết đâu. Ở phan từ mọi người cẩn thận nha, từ từ qua. Em coi cái cục này là cục gì à? Ui nó vỡ rồi anh Vinh ơi. Chạy nhanh quá. Rồi xong luôn, mấy ông đi hết luôn đi. À con gì vậy, có con gì đằng sau kìa. Từ tìm Timmy đi qua đây nhanh. Qua đây. Ờ ok bây giờ đánh con này đi. Con gì nè, oh my god. Ôi con quái vật khổng lồ, ta luôn. Mọi người xuống đây đánh phụ em, mọi người đứng đâu mọi người đánh. Chết em giờ. Oh no. Đâu rồi? Sao đứng dưới mặt bánh anh vậy?
Ơi sao nó đập em chết hoài luôn á, con này mạnh quá, con này khỏe vậy ta. Ba người đánh mình nó luôn không lại nữa. Ôi còn con. Còn con nữa kìa. Oh my god. Mọi người cẩn thận nha. Mọi người còn sao? Từ từ từ. Dùng khi nào mọi người dùng skill á thì những người khác lùi lại không hợp dính skill là chết chắc luôn á. Để tôi dùng cho mọi người lùi lại đi, Rồi đánh đi. Rồi mà để em dùng skill luôn. Mình thường mình dùng skill. Timmy chạy ra đây nhanh lên. Tôi dùng. Ok chết rồi. Ủa khoan cái này để gì đây? Dạ không, em hết đồ ăn luôn rồi. À tôi cũng hết rồi. Ui. Ui, em vừa thấy cái gì đó. Cái gì mà bắn đục cái. Ui, con quái vật, từ anh này con quái vật. Tôi nè. Cái gì? Ủa sao mà Timmy mới bự vậy? Tôi ăn cái bánh bữa tôi với ông John ông á. Ok, mình qua tới nơi nè. Ồ, cái này cái gì đây? Ủa cái này, ủa con này mình đi xuyên được luôn. Ủa mà cái này cái gì đây? Đây mình em mở cái đường thử coi. Ôi kim cương quá trời luôn anh ơi. Cái gì vậy? Kim cương quá trời luôn. Wow. Ủa cái gì đây? Cái này là nỏ thần hả? Ủa cái gì đây? Đây này từ từ đem lấy kim cương cái nè. Mọi người cay đi. Cái này là cái gì đây? Để em thử coi. Ồ. Anh Vinh. Anh Vinh đi. Sao lại anh để test rồi ấy? Ơi cái này em bắt. Trời cái này bắn nổ anh luôn anh. Cái này là nổ bùm luôn á. À vậy là em hiểu rồi. Cái này chính là cái món đồ mà trong cái quyển sách nhật ký của mẹ Timmy đã để lại, là cái này chính là cái dụng cụ có thể tấn công từ trên không. Có nghĩa là dù là cái con quái vật nó đang bay nhưng mà chúng ta có cái nỏ chúng ta có thể bắn bằng nó được ở trên không luôn. Wow, hay nha. Ồ hay vậy. Đi mình ra đây mình test thử cái, mình ra đây mình bắn thử bể lên cái hang. Hay là bây giờ em với anh lên bắn nát cái nhà của Timmy đi anh. Hợp lý á. À. Dạ bắn nát nhà tôi. Tôi hết sao hồi sinh rồi. Oh my god. Ba hỗ trợ anh luôn đi, rồi tôi vào đây. Tự tử đi, tin đồ lên cho Phong nè. Ok. Ủa không, tự tử là coi như là mất hết đồ luôn á, chứ đó mà mang đồ lên. Thôi để bọn tôi lên. Ok mọi người ơi, mình và Timmy và anh Vịt đã đi xuống được cái giếng và đã kiếm được một cái loại vũ khí mới cho bọn mình rồi. Thì cái này là loại vũ khí cực kỳ mạnh luôn á, chính là bây giờ mọi người nhìn nha để mình xem coi. Ở bên kia có cái cây màu đỏ kìa, bây giờ mình sẽ thử mình bắn ngắm cây màu đỏ này thử nha. Mình cái cây này bự bự nè, mình bắn cái cây này đi. Quên. Ôi anh Vịt ơi, cái nỏ thần của bà ăn bự hơn mình gấp mấy lần nha. Bà cầm cái nỏ kiểu bà tán vô mình cái mình gất rồi. Ok em thử. Bây giờ hình như cái nỏ thần chúng ta không cần phải đạn gì cả, chúng ta chỉ cần ngắm chúng ta bắn thôi. Đó. Ôi trời ơi, coi bộ cái này là coi như là nát mát với anh em mình rồi. Coi bộ bây giờ rồng, bây giờ mình có thể mình đi giết rồng luôn anh. Đó, để mình đoán thử coi. Đó. Ôi bánh bơ tôi không lúc hết cố xài mấy bác. Rồi. Ok mọi người, cái nỏ thần này xịn vãi. Ok và nếu như mà anh em nào mà muốn tập sâu mình và Timmy và anh Vịt đi giết rồng bằng cái nỏ thần này thì anh em hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Và ok, cảm ơn anh em đã xem video này, và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên rồi. Rồi, anh Vịt. Anh Vịt ơi, anh đi rồi sao? Thôi đừng bắn nữa, banh map đó mấy anh hai. Ok, và nếu như mà anh em thấy hết video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của anh Mr. Vịt với lại Timmy để subscribe cho bộ ba bá đạo của mình nha. Ok, bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bye bye. Timmy bye bye. Bye bye anh Vịt. Bye bye. Anh Vịt chết. Hai người chết luôn. Anh rồi xong thôi giờ. Ok, tạm biệt mọi người, bye bye, yêu anh em vãi nồi.